Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay của Tin Nóng S. Nếu như các bạn thấy những bản tin của kênh Tin Nóng S hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Các bạn chỉ việc ấn vào biểu tượng đăng ký được hiển thị phía dưới bên trái như trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh Tin Nóng S. Sau đây bản tin Tin Nóng S xin đưa đến cho quý vị và các bạn những thông tin liên quan đến việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo để thoát chung. Việc gần đây nhất, cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa Bình Nhưỡng với Washington không thể diễn ra do những trục trặc vào phút cuối. Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un từng tiết lộ trong thông điệp mừng năm mới rằng Bình Nhưỡng đã tiến gần tới việc thử nghiệm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM có khả năng vươn tới lục địa Mỹ và một vụ thử như vậy có thể diễn ra bất kỳ lúc nào. Có lẽ những lần phóng tên lửa đạn đạo gần đây là hiện thực hóa thông điệp ấy. Dư luận hẳn chưa quên sự kiện ngày 9 tháng 9 2016 khi Triều Tiên đã tiến hành vụ thử vũ khí hạt nhân lần thứ 5 chỉ trong vòng 2 tuần. Đó là cuộc thử nghiệm quy mô lớn nhất từ trước đến nay của nước này. Sự việc ngay lập tức bị thế giới lên án, phương Tây kêu gọi áp đặt các lệnh cấm vận nghiêm khắc chưa từng có trong lịch sử lên quốc gia này. Cuối cùng thì một lệnh trừng phạt Triều Tiên về các vụ thử tên lửa đạn đạo hồi tháng 9 2016, đó cũng là được Liên Hợp Quốc thông qua. Song với động thái mới nhất của Bình Nhưỡng, theo The Straits Times bình luận, Kim Jong-un lại chỉ kiếm được nhiều biện pháp trừng phạt và cô lập. Những hành động khiêu khích sẽ tiếp tục đẩy nhanh Bình Nhưỡng đến chỗ tự hủy diệt. Và hậu quả từ lời cảnh cáo của tờ báo Singapore cũng đã dần được diện khi Trung Quốc, đồng minh lâu năm khách hàng lớn nhất và được xem là người đỡ đạn cho Triều Tiên, đã đơn phương thực hiện việc tạm ngừng nhập khẩu than đá, mặt hàng xuất khẩu quan trọng nhất của Triều Tiên. Điều này tạo ra sự cộng hưởng khó khăn cho Bình Nhưỡng trong bối cảnh quốc tế cấm vận Triều Tiên. Sau vụ phóng tên lửa ngày 6 tháng 3 của Bình Nhưỡng, quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Kyo-yan đã tiếp tục triệu tập cuộc họp an ninh quốc gia, đồng thời kêu gọi gấp rút triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc. Chúng ta cần nhanh chóng hoàn tất việc triển khai THAAD và có một hệ thống phòng thủ chống lại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân từ Triều Tiên, ông Hoang để thể hiện sự cứng rắn. Giới chức Nhật Bản thì miêu tả vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là một mối đe dọa lớn, bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ với Bình Nhưỡng. Vụ phóng tên lửa lần này của Triều Tiên rõ ràng là một sự vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đó là một hành động cực kỳ nguy hiểm, Thủ tướng Abe phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản theo Reuters. Nguy hiểm vậy nhưng tại sao Triều Tiên vẫn tiếp tục thách thức cả thế giới? Có thể suy đoán Kim Jong-un đã có chiến lược thoát chung, tuy nhiên thoát chung bằng cách nào, sức mạnh của Triều Tiên có lẽ là chính sách Shogun, sức mạnh quân đội là trước nhất. Nghị quyết đại hội lần thứ 7 Đảng Lao động Triều Tiên đã khẳng định tiếp tục phát triển Shogun. Đây có thể thấy, gần đây mọi chính sách hay kế hoạch hành động trong phát triển sức mạnh quân sự, nhất là kỹ thuật hạt nhân, đều có sự lệch pha giữa Bình Nhưỡng với Bắc Kinh. Trước những hành động của Bình Nhưỡng, Bắc Kinh phải lên tiếng chỉ trích và đồng thuận với biện pháp cấm vận mà Liên Hợp Quốc áp dụng với Triều Tiên. Đây chính là thắng lợi quan trọng nhất trong chiến lược thoát chung của Kim Jong-un. Vậy nhưng thoát chung thì Kim Jong-un hướng tới đâu? Có thể nhận diện nước Mỹ là nơi chiến lược đối ngoại của Triều Tiên thời Kim Jong-un hướng tới. Theo ông Jen Harman, Giám đốc điều hành Trung tâm Quốc tế Woodrow Wilson, cho biết ngay từ những năm 1974, Bắc Triều Tiên đã cố gắng kết nối với Hoa Kỳ nhưng đã không thành công. Tuy nhiên, ông Jen Harman, người từng phục vụ cho Hạ viện Mỹ từ những năm 1993 đến năm 2011, cho rằng đã đến lúc Mỹ phải đối thoại với Triều Tiên và đó là cách duy nhất cho Washington có thể giải quyết vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng, theo tường thuật của The Washington Post ngày 30 tháng 9 2016. Việc gần đây nhất, cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa Bình Nhưỡng với Washington không thể diễn ra do những trục trặc vào phút cuối. Có thể do Washington còn hoài nghi về chiến lược thoát chung của Triều Tiên, khiến Washington chưa sẵn sàng cho việc bắt tay với Bình Nhưỡng hoặc có sự phá đám của Bắc Kinh.
Khi Tổng thống Trump bước vào Nhà Trắng thì càng xa Trung, Triều Tiên càng có cơ hội gần Mỹ, bởi dưới triều đại Trump thì lợi ích của các bên được cho là dễ lượng hóa và đổi trao. Trong một diễn biến liên quan khác, sau khi Triều Tiên phóng tên lửa ngày 6 tháng 3, Hàn Quốc ngay lập tức hối thúc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 6 tháng 3 đã hối thúc nhanh chóng hoàn thành triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ tại quốc gia này ngay sau khi Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa. Động thái thử 4 tên lửa được cho là tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ra vùng biển phía đông ngay trong ngày 6 tháng 3 đã khiến Hàn Quốc nóng mặt. Ông Hwang Kyo-ahn gọi vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là một hành động khiêu khích nghiêm trọng, đồng thời ra lệnh quân đội Hàn Quốc duy trì cảnh giác ở mức độ cao nhất trong khuôn khổ mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đối phó với miền Bắc. Ông cho rằng cần phải nhanh chóng hoàn thành triển khai THAAD và có một hệ thống phòng thủ chống tên lửa hạt nhân của Triều Tiên. Trước đó, ngày 2 tháng 3, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu đàm phán ở Seoul để chốt các chi tiết triển khai THAAD. Cả hai nước tuyên bố mục đích của THAAD là để bảo vệ Hàn Quốc trước mối đe dọa ngày càng tăng từ hạt nhân tên lửa Triều Tiên. Hiện chưa có ngày cụ thể triển khai THAAD, nhưng Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis muốn hệ thống được triển khai càng nhanh càng tốt. Phản ứng mạnh mẽ của Hàn Quốc trong việc đẩy nhanh hệ thống THAAD của Mỹ tại quốc gia này như một phản ứng ngược đối với Trung Quốc lâu nay, vẫn phản đối về kế hoạch lắp đặt hệ thống này. Từ khi Hàn Quốc mới chỉ đồng ý cho Mỹ đặt hệ thống THAAD trên lãnh thổ hồi tháng 7 2016, Trung Quốc đã phản ứng giận dữ và ngày càng thể hiện rõ thái độ khi kế hoạch triển khai THAAD đang ở giai đoạn cuối trong mấy ngày qua. Tướng Trung Quốc nghỉ hưu Lu Yan đã đề xuất một loạt biện pháp trả đũa cứng rắn trong một bài báo đăng ngày 2 tháng 3 trên Thời báo Hoàn Cầu. Thậm chí có cả đề xuất tấn công quân sự vào hệ thống tên lửa này, làm hệ thống tê liệt và không thể đáp trả. Tờ Nhân dân Nhật Báo tuần này còn gợi ý Trung Quốc tạm thời cắt quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc, cân nhắc phối hợp với Nga để đối phó với mạng lưới chống tên lửa Mỹ-Nhật-Hàn. Trung Quốc từng cho rằng THAAD sẽ đe dọa năng lực răn đe hạt nhân của mình và hệ thống radar mạnh của THAAD, sẽ khiến Mỹ dễ dàng hơn nhiều trong phát hiện ra tên lửa của Trung Quốc và sẽ giúp quân đội Mỹ có thêm nhiều thời gian đánh chặn. Dư luận Trung Quốc kêu gọi người dân tẩy chay hàng Hàn Quốc, dọa trả đũa quân sự, ngoại giao thì chính phủ Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm công dân du lịch Hàn Quốc. Mọi phản ứng trước hết đổ dồn về phía quan hệ Trung Hàn Mỹ. Trung Quốc tìm cách cấm vận đe dọa Hàn Quốc. Hàn Quốc toan tính lắp đặt THAAD vào tháng 5 tới, thời điểm bầu cử Tổng thống mới thay thế bà Park Geun-hye, và chống trả các đòn cấm vận của Trung Quốc. Còn Mỹ thì tập trung cho kế hoạch triển khai hệ thống này vào đúng thời điểm và đúng kỹ thuật. Người ta đã quên mất Triều Tiên, rõ ràng nhân tố chính cho động thái mới nhất làm leo thang các căng thẳng này và thúc đẩy Mỹ-Hàn triển khai THAAD ở Triều Tiên. Vụ phóng một thời điểm 4 quả tên lửa đạn đạo thật khiến Hàn-Mỹ tận dụng triệt để cơ hội quý báu này. Trong khi đó, Triều Tiên đã có thể trả được mối thù cấm vận nhập than mà Trung Quốc đã quay lưng với người huynh đệ. Thủ tướng Nhật Bản Abe cho biết 3 trong 4 quả tên lửa đạn đạo đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản. Phát ngôn viên quân đội Hàn Quốc cho biết vụ phóng diễn ra khoảng 7 giờ 36 phút sáng ngày 6 tháng 3 theo giờ địa phương tại địa điểm gần nơi Triều Tiên đặt một căn cứ tên lửa. Phía quân đội Hàn Quốc sau đó cho biết Bình Nhưỡng đã bắn nhiều tên lửa từ bờ biển miền đông nước này và các tên lửa này sẽ bay khoảng 1.000 km. Các tên lửa được phóng đi từ khu vực Tongchangri, nơi Triều Tiên đặt một căn cứ tên lửa, nhưng chưa rõ chính xác số lượng tên lửa, phía quân đội Hàn Quốc thông tin thêm. Unhap dẫn một nguồn quan chức quân đội giấu tên cho biết đây có thể là một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, có khả năng vươn tới đất liền của Mỹ. Tuy nhiên, phía Bình Nhưỡng hiện vẫn chưa đưa ra báo cáo chính thức xác nhận hay phủ nhận các thông tin trên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của Tin Nóng S. Để có thể theo dõi được toàn bộ những thông tin nóng hổi và mới nhất từ chúng tôi, quý vị hãy nhấn nút đăng ký ở bên dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn.